Qua các nước quá, bây giờ mình phải đi ra bờ suối uống nước thôi. Đi thôi. Ê, chào bác Khủng Long. Bác Khủng Long đi đâu vậy? À, chào Khủng Long cổ dài nha. Bây giờ bác Khủng Long đi ra bờ suối uống nước, khát nước quá à. Con cũng định ra bờ suối uống nước nè. Thôi con với bác cùng đi nha. Ờ, rồi, đi thôi nào. Wow, nhiều bạn khủng long con ở đây dữ à. Mọi người đều xuống đây uống nước à. À, khát nước quá ba, bác khủng long ơi, mình uống nước thôi. Ủa con gì vậy, con gì vậy con? Ốc sên. Wow, các bạn ơi. Ơi, một con ốc sên. Các bạn ơi, nay mình cùng hai bạn này đi bắt khủng long nha. Khủng long nó uống nước ngoài kia kìa bạn Bin ơi, chạy ra lẹ thôi. Đi, đi chạy ra lẹ, khủng long nó uống nước ngoài kia kìa, nhanh lên. Từ nghiêng, từ nghiêng. Đấy các bạn ơi, hai bạn này bây giờ là đi bắt khủng long nha. Khủng long nó đi uống nước ngoài đây nè. Ôi quá trời khủng long luôn nè, quá nhiều dữ hả. Trời ơi, bắt khủng long vô. Rồi bắt bỏ vô xe đi. Rồi bắt khủng long bỏ xe. Quá con khủng long bự dữ hả. Trời các bạn ơi, khủng long quá trời luôn nè. Trời ơi, khủng long màu xanh lá cây. À, con khủng long cẩu dại nữa. Rồi té rồi, té con khủng long luôn rồi. Ờ, con bắt đi, rồi rồi bỏ vô xe. Ừ, rồi tiếp theo. Quá con khủng long gì mà lạ chứ hả. Đây, còn hai con khủng long màu cam nữa kìa. Quá, rồi bỏ vô vỏ luôn, bỏ vô vỏ xe luôn. Rồi, lấy chiếc xe về luôn, một xe cẩu nhỏ nữa các bạn ơi. Đâu còn gì nữa hả? Trời bên đây quá trời được chơi luôn nè. Lụm vô luôn. À, lụm cục gạch vô nữa. Đây còn cục gạch màu đỏ nữa nè. Ờ, bỏ vô xe luôn nghe. Rồi, lụm đồ chơi bỏ vô xe. Rồi, rồi, còn một cái gì nữa con? Rồi, một con ốc nữa. À, con ốc nữa nè. Đây, con ốc nữa. Rồi, bỏ vô xe nghe. Khủng long. Ừ. Rồi, mình đem về, mình đếm coi mấy con khủng long nha. Rồi, đẩy xe về. Ờ, ngốc á. Rồi rinh hai, hai người rinh nghe, hai đứa rinh luôn nghe. Rồi con rinh bên đây luôn. Rồi, rồi đi về điểm khủng long nha. Trời ơi nặng quá. Rồi đi thôi. Ừ. Rồi nặng quá hả? Gì vậy? Rất là hả? Rồi đi thôi. Rồi đi, đi. Ừ, rồi ngồi đây đi, ngồi đây đi. Rồi ngồi xuống. Ừ, ngồi xuống đây. Rồi ngồi xuống nha. Rồi bây giờ mình xếp khủng long ra nghe. Rồi xếp khủng long ra. Đây mình xếp khủng long ra. Máy bay đâu nhiều dữ hả? Máy bay á. Máy bay cánh xuống á. Đây đây con khủng long gì á? Này con khủng long gì á bông Bin? À khủng long bự hả con? À, các bạn ơi bây giờ đây là bạn Minh nha. Còn đây là bạn Bin nè. Bạn Minh với bạn Bin sẽ bỏ mấy con khủng long ra rồi mình ship lại mình đếm có bao nhiêu con nha. Đây một con khủng long bự rồi, rồi 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 bỏ khủng long ra. Bỏ từ từ. Ừ rồi bỏ từ ra đi. Rồi bỏ ra nha. Rồi đổ ra luôn đi, đổ ra luôn. Còn còn mấy con khủng long con nữa kìa. Quá con. À, có ốc sên hả? Rồi bỏ ốc sên ra luôn. Rồi đổ ra luôn, ừ đổ ra luôn. Rồi quá ha. Rồi bây giờ mình xếp mấy khủng long đứng dậy nha. Ê các bạn ơi đây, một con khủng long cổ dài nè, mình xếp đứng dậy nha. Khủng long ăn bự. Hai con khủng long cắn nhau hả? Còn đây một con khủng long sừng nè. Đây, đây là con khủng long màu xanh lá cây, khủng long thằng lằn á. Đây có cái vây trên đây nữa nè. Rồi đây là con, wow, con khủng long này màu vàng đẹp dữ hết ta. Khủng long này con khủng long gì vậy? Khủng long sừng. À khủng long sừng mà ăn cỏ phải không? Khủng long ăn cỏ. Màu gì? Màu vàng. Màu vàng. Rồi hay quá. Con gì? Đây một con khủng long gì vậy? Khủng long con. Khủng long con màu xanh lá cây. Khủng long uống đầu. Rồi đúng rồi. Rồi con khủng long này khủng long gì? Khủng long uống đầu. Rồi con đó khủng long T-Rex. Đây các bạn, một thêm một con khủng long sừng nữa nha.
Đây khủng long màu đỏ nè. Wow, đẹp ghê chưa. Rồi thêm hai cái trứng nữa. Ê, khủng long. Wow, con này là bộ sửa xe. Bộ đồ chơi sửa xe mình bỏ riêng ra nghe. Wow, đây một con khủng long chim. Trời ơi, khủng long chim là có cái dịch đó. Đang hấp trộn. Hả? Ừ, đúng rồi, đây là con ốc sên nè các bạn ơi. Và wow, có con ốc sên nữa. Trời mưa. Ốc sên trời mưa nó lên đó hả? Rồi đây thêm một cái sen cẩu nhỏ nữa nè các bạn ơi. Còn đây là cái giá nè. Ừ. Ê, con khủng long con nằm đây nè. Trời, một con khủng long con bị té đây nè. Đó, mình xếp lên luôn, cho lên sen ngồi luôn. Rồi xếp vô nghe. Ê các bạn ơi. Đây bạn Bin với bạn Minh đi săn được quên. Đi vớt được một đống khủng long trong bờ dũng nước luôn nha. Không đâu rồi. Hả? Vàng đi ra màu vàng đi. Màu vàng. Wow. Một cái kem màu vàng đẹp chưa ta. Ui nó có mùi gì bạn Bin? Mùi cây màu vàng. Wow, cây màu vàng này có mùi chanh nha các bạn. Thơm lắm á. Chưa không? Wow, đã chưa ta. Rồi mình thử mình biến ra một cái cây kem màu tím được không? Rồi điểm hơi khó nha, cũng biến được luôn. Rồi biến ra cây kem màu tím nè các bạn ơi. Wow, bạn biết con làm gì vậy? Không biết. Điếm heo hả? Heo ở đâu mà quá trời vậy? Biên ơi! Ơi! Mà kỳ có gì vậy? Dưa hấu thần kỳ. Quả dưa hấu thần kỳ. Lạ chứ hả? Bên đó có cái gì chồng? Tại bên trong mà mình biến ra mới có nha. À, dưa hấu biến hình hả? Hay dữ hả? Đâu có gì đâu. Wow, trái dưa hấu này bên trong có gì bạn Kiệt? Trong mà mình biến ra sẽ có kem. Kem hả? Biết rồi. Thôi vậy giờ giờ biến ra thử một cái kem gì lạ lạ coi. Giờ trời cứ trời nóng mình sẽ biến ra một cái kem nha. Dưa hấu ơi, dưa hấu. À, cho ta một hai cây kem dưa hấu ơi. Không đúng, đúng. Em dưa hấu luôn. Rơm. Ngon dưa ta. Thử tao biên. Quả kem dưa hấu này có còn màu khác không bạn Kiệt? Còn. Giờ biến thử màu vào màu xanh nước biển được không? Được luôn. Rồi. Ra kem đi dưa hấu. Ra kem tiếp đi. Wow. Nguyên một cây màu xanh nước biển luôn hả? Hay dữ hả? Ôi ôi đẹp quá các bạn ơi. Rồi biến được cây màu vàng không? Biến luôn. Wow, hay dữ vậy. Rồi biến thử cây màu vàng coi. Màu vàng. Wow, một cái kem màu vàng đẹp dữ hết ta. Ui, nó có mùi gì bạn Bin? Mùi cây màu vàng. Wow, cây màu vàng này có mùi chanh nha các bạn. Thơm lắm á. Chưa không? Wow, đã dữ ta. Rồi mình thử mình biến ra một cái cây kem màu tím được không? Rồi điểm hơi khó nha, cũng biến được luôn. Rồi biến ra cây kem màu tím nè các bạn ơi. Wow. Rồi giờ biến ra màu tím nha. Mà biến ra cây kem màu tím hả? Biên có phụ biên. Ui, lớn mạnh rồi, Biên lên thử coi. Wow, Biên lên ra cây kem màu tím luôn rồi các bạn ơi. Đã dữ hả ta. Màu tím này có mùi nho hả bạn Biên? Hèm quá mình biến cho mình tiếp. Rồi bây giờ tới bạn Kiệt biến ra cái gì đây? Mình rất là thích ăn mực vứt nên mình sẽ biến ra màu xanh nước biển nha. Wow. Rồi, Bin đang hết cái kem luôn rồi hả? Bin hãy ăn gì ăn biến cho. Xúc xích ạ. Quá các bạn ơi, bạn Bin giờ thích ăn xúc xích, anh Kiệt sẽ biến ra cây xúc xích nha. Rồi, biến thử coi. Biến ra xúc xích. Wow, có nguyên cây xúc xích rồi. Rồi, biến thêm một cây nữa đi bạn Kiệt ơi. Trời ơi, đây này các bạn ơi. Một cây xúc xích ngon chứ hả? Rồi, thêm một cây nữa phải không? Dưa hấu đẻ ra xúc xích luôn. Ngon dữ thật ta. Ngon không bạn Bin? Ừ, ngon quá. Hay dữ thật ta. Ui, cái trái dưa hấu này là dưa hấu biến hình nha các bạn. Mình thích ăn cái gì là nó biến ra cái đó luôn á. Hay lắm á. Wow, hay quá.
Ngon không? Cho xu miếng đi, kim gấu lại đi. Không cho hả? Không cho. Ăn hết của con luôn hả? Bây giờ mình dẹp cái gì hộp á, mai mình biến luôn ăn bữa ăn sáng nha Biên. Bạn nào muốn mình biến ra cái gì các bạn nhớ comment ở dưới nha. Dạ, giờ mình đi vô đi. Wow, đây các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt với bạn Biên sẽ đem cắt cái trái dưa hấu biến hình này nghe. Ai mà muốn ăn cái gì thì kêu bạn Kiệt với bạn Biên biến cho nghe. Wow, dưa hấu biến kem, biến xúc xích luôn. Rồi, bye bye các bạn nghe. Bye bye. Quên. Xin chào các bạn. Xin chào chú công an. Công an giao thông hả? Là công an cảnh sát hay là công an giao thông đây? Bên đường sát, công an chứ. Giờ con đi đâu đây? Bắt con trộm. Đi bắt con trộm hả? Ghê gì vậy? Rồi đi theo bắt con trộm luôn. Rồi dẫn gấu theo bắt con trộm. Ô, ra ông trộm ta sẽ đi chung đồ. Ô, gì vậy trời? Ghê quá, cái xe gì ghê trời, chống trộm rồi luôn. Xém á, mình bị bắt rồi. Hả? Thấy đâu cho. Đi, 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 đi. Hay quá, công an Pin bắt được trộm rồi các bạn ơi. Đúng không, trộm đi lâu, tự nhiên công an đi chơi mà đi bắt thôi. Rồi, Pin ơi, xét coi, trời ơi, giấu đồ trong bụng kìa. Ăn trộm giấu đồ trong bụng. Súng hết đạn rồi. Rồi, lấy hết đồ đó. À, tôi không có ăn trộm đâu rồi, tôi mua mà. Còn ở đây nữa nè Pin ơi. Còn ở đây nữa nè, quá trời luôn nè Pin ơi, bên đây nữa nè. Rồi ra. Cái này tôi mua về, tôi ăn mà, đi bắt thôi. Thiệt. Rồi wow, kiểm tra coi bắt được cái gì. Rồi là rồi thu được cái gì quá trời luôn nè, chiến lợi phẩm. Wow, ăn trộm ăn cắp quá trời bánh kẹo luôn các bạn ơi. Rồi bắt cái trộm nhốt vô nhà tù đi. Bắt nhốt vô nhà tù thôi. Rồi.